của trẻ sơ sinh vô cùng nhạy cảm, khác với làn da của người lớn. Da trẻ sơ sinh thường rất dễ bị tác động bởi các chất kích thích và dễ gặp những tổn thương như bị phát ban, chàm, rôm, sảy. Da trẻ sơ sinh có độ pH trung tính, sau khi sinh và khi lớn dần thì sẽ tăng thêm độ axit. Để làn da của bé khỏe mạnh hơn thì bạn cần nên đảm bảo được độ pH tự nhiên và cân bằng trên làn da bé. Mumori với sứ mệnh đem đến những giá trị tốt nhất trong quá trình mang thai và chăm sóc con cái của mẹ và bé. Chúng tôi đã mang đến sản phẩm kem baby đa năng. Đây được xem là một niềm tự hào của Mumori và các nhà sáng lập. Với các thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên như chiết xuất quả bơ, chiết xuất cây thông, chiết xuất cúc la mã, chiết xuất trái cây kế sữa, chiết xuất hương nhu, v.v. Không chứa các thành phần độc hại như paraben, PH, Thalatrex, không chứa chất chống viêm corticoid, rất hiệu quả và an toàn dịu nhẹ cho làn da mịn màng của bé. Kem baby đa năng giúp ngăn ngừa rôm sảy, mẩn ngứa, hầm da, làm mờ các vết sẹo, vết thâm, côn trùng đốt, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da mới và phục hồi vùng da bị tổn thương, dưỡng ẩm làm mềm da, giảm tình trạng da khô, nẻ, tạo lớp rào chắn bảo vệ làn da bé khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường, hiệu quả vượt trội, dễ dàng sử dụng, thoa kem mỗi lần thay tã cho bé để chống kích ứng, thoa một lượng vừa đủ lên các vùng da đang bị kích ứng. Lưu ý trước khi sử dụng, làn da của bé phải được vệ sinh sạch sẽ và thấm khô. An toàn, hiệu quả, đa năng, kem baby đa năng Mumori, món quà vô giá cho mẹ và bé.